Đây là bài viết của ông Phạm Trần, một nhà bình luận nổi tiếng ở ngoài cộng đồng Việt Nam. Và cái nhà bình luận này là nhà bình luận của nhóm Việt Nam Cộng Hòa. Ông này chống cộng rất là kịch liệt. Và chúng tôi xin được đọc cái bài báo này để quý vị nhận thấy rằng chính những người Việt Nam Cộng Hòa đã nhận định về ngày APEC như thế nào để phá tan những cái luận điệu của Việt Tân. Chúng tôi xin được bắt đầu. Tổng thống Donald Trump tạt gáo nước lạnh vào cộng đồng chống cộng người Việt. Lời mở đầu của KBG Hải Ngoại: hy vọng những người du miên 42 năm bằng những bước chân mộng du sẽ hiểu được câu nói "hãy đặt quyền lợi đất nước lên hàng đầu" của Tổng thống Hoa Kỳ. Hãy thức tỉnh cơn mê trong những giai đoạn cuối cùng của cuộc sống để tâm hồn thanh thản khi ra đi. Hãy tự tìm lấy cái an bình thôi chúc giữ cho quê hương để chuẩn bị vẫy tay chào nhau, êm ái vuốt mắt nhau và nói lời thành kính và yêu. Và chúng tôi xin được bắt đầu bài báo. Hành động của ông Trump không những chỉ diễn ra trong diễn văn trước 20 nhà lãnh đạo của các nền kinh tế của khối Á Châu Thái Bình Dương, APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Dự hội nghị tại Đà Nẵng ngày 10 tháng 11 năm 2017, mà còn trong tuyên bố chung Việt Mỹ đã đưa ra tại Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 2017 sau chuyến viếng thăm chính thức. Lập trường coi nhân quyền không quan trọng và cần thiết đô la của chính quyền Trump còn diễn ra tại Bắc Kinh, nơi ông Trump gặp và thảo luận hợp tác kinh tế với Chủ tịch Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tàu Tập Cận Bình, nhưng không hề nói gì đến nhân quyền trước khi sang Việt Nam. Thay vào đó là 15 thỏa thuận kinh tế trị giá 250 tỷ đô la đã được ký kết giữa các công ty Mỹ và các công ty tàu. Và sau đó, vào ngày 12 tháng 11 năm 2017, khi thăm chính thức Fullerton, ông Trump cũng không hé răng nửa lời về những vụ tàn sát khoảng 7.000 người Phi trong chiến dịch bài trừ băng đảng và ma túy của hơn năm qua của Tổng thống Rodrigo Duarte. Nhiều nhà lập pháp Mỹ và các tổ chức nhân quyền của Mỹ và thế giới đã lên án ông Duarte là hà khắc, coi thường mạng sống con người, vì đa số các nạn nhân đã bị vây bắt để hành quyết ngay tại những khu nhà ổ chuột trước mặt mọi người mà không được đưa ra xét xử trước tòa án. Tại cả ba nước Việt Nam, Tàu Cộng và Philippines, ông Trump, một tỷ phú giàu lên vì biết đóng vợ ngoài kép có tiền, mua tiền cũng được, nên đã không ngại quay lưng trước những ánh mắt đau khổ và gương mặt tang thương của nhiều tầng lớp người dân bị chính phủ họ cướp đi quyền sống và quyền tự do ở Việt Nam, Tàu và Philippines. Vì vậy, hành động của ông Trump đã xóa đi tất cả những thành tích bảo vệ tôn trọng quyền của con người là điều quan trọng trong cái quan hệ ngoại giao với Mỹ mà các vị Tổng thống Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã đặt ra với chính phủ Việt Nam trong 24 năm từ thời Tổng thống Bill Clinton của đảng Dân Chủ, George W. Bush của đảng Cộng Hòa và Barack Obama của đảng Dân Chủ. Rất tiếc, ông Trump đã bịt mắt, che tai trước những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Tàu Cộng, Việt Nam và Philippines để dành thời gian kiếm bạc cắt cho các công ty Mỹ và nước Mỹ hợp tác theo kiểu của Trump. Trong bài diễn văn dài khoảng 30 phút ở Đà Nẵng, ông Trump đã tập trung cổ võ chính sách mậu dịch song phương trái với lập trường và đa phương và hội nhập của Chủ tịch Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tàu là Tập Cận Bình. Ông Trump nói: Mỹ sẵn sàng phối hợp với từng lãnh đạo trong hội trường này ngày hôm nay
để đạt được thương mại cùng có lợi và mang lợi ích cho cả nước bạn lẫn nước tôi. Đó là thông điệp mà tôi muốn truyền tải ở nơi đây. Tôi sẽ ký các thỏa thuận thương mại song phương với bất cứ quốc gia Ấn Độ, Thái Bình Dương nào muốn trở thành đối tác của Mỹ và sẽ tuân thủ nguyên tắc thương mại công bằng và có đi có lại. Điều chúng tôi muốn tiếp tục là tham gia vào những thỏa thuận lớn chói tay nước Mỹ, ảnh hưởng đến chủ quyền cũng như khiến việc thực thi điều đó một cách có ý nghĩa và trở nên bất khả thi trong thực tế. Và từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa. Tôi luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết. Theo APEC Việt Nam, đây là bài dịch của APEC Việt Nam. Và lập trường Tập Cận Bình ngược với chủ trương co cụm của ông Trump, Tập Cận Bình đã nhiệt liệt cổ võ hợp tác đa phương và hội nhập toàn cầu để mưu cầu phúc lợi cho các dân tộc. Ông Tập nói, chúng ta cần phải thượng tôn chủ nghĩa đa phương cùng theo đuổi phát triển chung thông qua xây dựng các mối quan hệ đối tác, xây dựng cộng đồng chung vì tương lai của mọi người. Tôi tin rằng đây là một điều cần phải làm. Đối mặt với những thay đổi sâu sắc trong kinh tế toàn cầu, chúng ta nên dẫn đầu toàn cầu hóa kinh tế hay chỉ ngờ vực và do dự bỏ lỡ cơ hội? Chúng ta có nên cùng nhau thúc đẩy hợp tác khu vực hay mỗi người, mỗi nước đi một đường? Đây là câu trả lời của chúng ta. Chúng ta phải đi cùng với thời đại, đáp ứng được trách nhiệm của mình. Chúng ta cần phải tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế mở có lợi cho tất cả mọi người, dưới sự mở cửa mang lại tiến bộ và đóng cửa khiến chúng ta ở lại phía sau các nền kinh tế châu Á, Thái Bình Dương. Hiểu điều này quá rõ. Cũng theo APEC Việt Nam, ông Trump ở Việt Nam, sau Đà Nẵng, ông Trump đến Hà Nội để chính thức thăm Việt Nam 2 ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2017. Trong thời gian ngắn ngủi này, đoàn Mỹ đã tập trung ký kết vào các thỏa thuận thương mại trị giá 12 tỷ đô la Việt Nam trong tất cả các cuộc họp chính thức với Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang và hai cuộc thăm xã giao với Tổng Bí thư Đảng là ông Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vấn đề nhân quyền và nhu cầu tự do dân chủ của người dân Việt Nam đã không được ông Trump nói đến. Trong tuyên bố chung 14 điểm phổ biến trước giờ ông Donald Trump rời Hà Nội, hai bên chỉ ghi có 19 chữ rất là ngắn ngủi. Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người. Thế thôi. Thật là tẻ nhạt và tầm thường. Tổng thống một cường quốc đứng đầu thế giới về bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người mà chỉ biết ghi nhận thì sự quan tâm về tình hình nhân quyền ở Việt Nam của ông Trump quá tệ hại. Hay là ông ta đã bị ông Trần Đại Quang xỏ mũi lôi đi mà vẫn thỏa mãn với chuyến đi Việt Nam đầu tiên trong cuộc đời của ông? Tất nhiên, khi hành động như thế, ông Trump đã chà đạp lên những giá trị truyền thống của nước Mỹ về quyền con người, đồng thời cũng dung dưỡng cho nhà nước Cộng sản Việt Nam được tự do đàn áp những ai chống chính sách cai trị độc tài và phản dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi xin đóng vào mỏ kép của những người nào thích son chuyên tạc lời nói KBT hải ngoại. Vui lòng trích tất cả những cái bài viết của chúng tôi, đừng có trích một cái câu này của ông Phạm Trần xong rồi dán vào trong miệng nói là nhà báo Nguyễn Phương Hùng nói. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Càng nghiêm trọng và mất thể diện hơn nữa là chủ trương không quan tâm đến những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam của ông Trump đã đi ngược lại với lập trường của Bộ Ngoại giao Mỹ trong phúc trình đưa ra hồi tháng 3 năm 2017, sau 2 tháng ông Trump bước vào Tòa Bạch Ốc. Bản phúc trình về tình hình nhân quyền ở Việt Nam
năm 2016 viết rằng những vấn đề nổi bật nhất về quyền con người ở Việt Nam là sự hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền đối với quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền của công dân trong việc thay đổi chính quyền thông qua các cuộc bầu cử tự do, công bằng, hạn chế các quyền tự do của công dân bao gồm tự do hội họp, tự do lập hội và tự do biểu đạt. Chưa có sự bảo vệ đầy đủ đối với các quyền về quy trình tố tụng hợp pháp của công dân, bao gồm sự bảo vệ chống giam giữ tùy tiện, những vi phạm quyền con người khác bao gồm việc tước đoạt sinh mạng tùy tiện và trái luật công an tấn công và dùng nhục hình bắt giữ những người và giam cầm tùy tiện do các hoạt động chính trị, công an tiếp tục ngược đãi nghi can trong quá trình bắt và giam giữ, kể cả việc sử dụng vũ lực làm chết người cũng như các điều kiện khắc khổ của các trại giam, từ chối quyền được xét xử nhanh chóng và công bằng. Bản phúc trình nói tiếp, chính quyền hạn chế tự do ngôn luận và chấn áp những người bất đồng quan điểm, thực hiện kiểm soát và kiểm duyệt báo chí, hạn chế quyền tự do sử dụng Internet và tự do tôn giáo, duy trì việc theo dõi chặt chẽ, thường xuyên các nhà hoạt động, tiếp tục hạn chế quyền riêng tư và quyền tự do hội họp, tự do lập hội và tự do đi lại. Chính quyền tiếp tục kiểm soát và chặt chẽ việc đăng ký của các tổ chức phi chính phủ, tức là NGO, NGO, tức là NGO. Trong đó có các tổ chức nhân quyền, nhà chức trách, hạn chế sự thăm viếng của các tổ chức phi chính quyền, phi chính phủ về nhân quyền, trích bản tiếng Việt của Sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Việt Nam. Trước khi chúng tôi đọc tiếp, chúng tôi xin được có một ý kiến vào trong cái đoạn này. Thưa quý khán giả, cái bản này ra hồi tháng 3 năm 2016, trong cái tinh thần là năm 2016 sẽ là cuộc bầu cử tháng 11. Thành ra cái bản phúc trình này dưới thời chính phủ Obama nó không mang một ý nghĩa gì hết, mà chỉ là lời tố cáo, dùng Việt Nam để tố cáo, làm một cái chất xúc tác kích thích cho cuộc bầu cử mang lại thắng lợi cho bà Hillary Clinton. Ngoài ra quý vị thấy rằng nội dung của cái bản phúc trình này hoàn toàn không đúng với tất cả những cái gì mà chúng ta thấy. Nhà báo Đỗ Dũng khi mà vừa bước chân xuống phi trường hỏi tôi ngay lập tức: anh Hùng, cho em hỏi, cái link của website người Việt có quyền được xem ở Việt Nam hay không? Nếu mà không thì tụi em sẽ chắc là không có làm bản được bản tin. Bởi vì bản tin mà link mà không lên được thì làm sao làm? Tôi trả lời yên chí, link của báo người Việt không bị cấm tại Việt Nam. Và cái khách sạn tôi ở là khách sạn A25, là một khách sạn thuộc về gần như là một bán chính phủ. Có nghĩa là sao? Là cái người chủ nhân của cái khách sạn đó là Đại tá Dũng, là một người trong quân đội nhân dân. Và họ cũng không chặn thì làm sao mà chúng ta có nói rằng ở Việt Nam là Internet bị hạn chế. Nhưng mà chính cá nhân tôi, nhà báo Nguyễn Phương Hùng, đã bị nhóm ông Văn Kỳ Nhơn, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa vi phạm ngay trong chính những cái lời tố cáo này của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và cái bản ông Phạm Trần này lấy cái bản của năm 2016 dưới thời Tổng thống Obama để mà gọi là ông Trump đã coi thường tất cả cái sự vi phạm tại Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Chúng tôi sẽ được đọc tiếp. Thất vọng. Ngoài ra, khi ông Trump coi các mối lợi kinh tế to hơn là cái bảo vệ quyền con người cho các dân tộc bị đàn áp, như trường hợp Việt Nam, thì ông còn bôi cho chất phấn vào mặt 17 tổ chức phi chính phủ và 40 học giả trên thế giới. Họ là số người đã gửi thư yêu cầu ông Trump và lãnh đạo các nước APEC đặt vấn đề vi phạm nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam và đòi Cộng sản Hà Nội trả tự do cho các nhà đấu tranh giam giữ, đặc biệt là hai bà Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ nấm.
Bà Quỳnh bị bắt hồi tháng 10 năm 2016 và bị kết án 10 năm tù, trong khi bà Nga bị bắt hồi tháng Giêng năm nay bị tuyên án 9 năm tù. Trong số những người còn bị giam giữ còn có các ông Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Nguyễn Văn Hoài. Và ông Nguyễn Văn Hoài. Ông Hoài bị kết án 5 năm tù và 4 năm quản thúc tại gia vì kháng cự công an và rời khỏi nhà trong thời gian quản chế. Cảm ơn ông Phạm Trần. Khi ông nói rằng nếu mà ông chấm dứt, ông Hoài bị kết án 5 năm tù và 4 năm quản thúc. Đây là lời bình của KBC Hải Ngoại. Ông chấm dứt. Chấm. Hay là ông viết là ông Hoài bị kết án 5 năm tù và 4 năm quản thúc tại gia. Chấm. Là xong rồi. Nhưng mà ông lại đưa vào vì kháng cự công an và rời khỏi nhà trong thời gian quản chế. Dạ thưa ông, tôi làm cái nghề bắt người ở bên Mỹ, giống như anh Nguyễn Thế Phượng. Chúng tôi có những cái hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ để bắt những cái người mà gọi là quản chế tại gia hay là tại ngoại hầu tra để chờ ngày ra tòa, giống như là ông Trịnh Vĩnh Bình. Ông Trịnh Vĩnh Bình được nhà nước Việt Nam cho trở về để chờ ngày ra tòa thì ông bỏ, ông trốn, ông trở về Hà Lan. Thì đối với chúng tôi, những người mà đi bắt đó là vi phạm. Và đối với nước Mỹ, khi người ta gọi anh ra và trình diện, thưa ông đã vi phạm cái luật tại ngoại hầu tra và chúng tôi có hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ, với nhà chức trách Hoa Kỳ, mời ông ký nhận cái giấy này và xin hẹn ngày ra trình diện. Ông ta kháng cự ở bên Mỹ, người ta sẽ rút súng ra bắn ngay ông ta. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Cảm ơn ông Phạm Trần. Ông cho rằng vì kháng cự công an và rời khỏi nhà trong thời gian quản chế, đó là anh coi thường luật pháp Việt Nam rồi. Mà một người coi thường luật pháp Việt Nam thì bị trừng phạt, thì gọi là vi phạm nhân quyền à? Tôi rất phục anh bác Phạm Trần. Nhưng mà lúc sau này đó, ông còn cấm KBG Hải Ngoại được sử dụng bài của ông. Tôi thách thức đó, tôi dùng cái bài này của ông để tôi nói. Riêng luật sư Đại, người đã ra tù vào khám từ năm 2007 với cái tội bị gán cho là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vẫn còn ở tù từ tháng 12 năm 2015. Tôi không có tranh cãi với ông Phạm Trần về cái vấn đề này. Bởi vì rõ ràng rằng tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam không có một đất nước nào. Ông WikiLeaks bây giờ ông đang trốn Snowden đang chống nhà nước Mỹ, những người mà ăn cắp tài liệu của Mỹ và quốc tịch Mỹ, lẽ dĩ nhiên Mỹ nó đuổi, tại sao các ông không dám lên tiếng đi, tại sao các ông không nói là người Mỹ vi phạm nhân quyền, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa? Rõ ràng Nguyễn Văn Đài, luật sư Đài, viết nhiều cái bài rất là phản động. Tôi thấy là nhà nước Việt Nam đối xử với các những cái người nhà đấu tranh dân chủ trong này, tôi gọi là những nhà đấu tranh, là những nhà đánh dấu, đấu tranh là đánh dấu. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, một trong số lãnh đạo của tổ chức Con đường Việt Nam, đã bị bắt ngày 24 tháng 5 năm 2009 với tội danh là ban đầu là trộm cắp cướp điện thoại, sau đó với các cáo buộc hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cùng với một số nhân vật như là luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, và bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng Giêng năm 2010. Riêng cá nhân ông Thức bị tuyên án 16 năm tù giam và tịch thu một phần tài sản. Ông Nguyễn Tấn Trung bị án 7 năm nhưng được phóng thích trước thời hạn vào ngày 12 tháng 4 năm 2014. Và ông Lê Thăng Long bị án 5 năm tù và được tự do từ tháng 6 năm 2012. Luật sư Lê Công Định nhận án 5 năm và đã được
tự do năm 2013. Con gái mẹ nấm. Ngoài ra, bên cạnh những vấn đề gọi là quốc gia đại sự quanh chuyến công du 11 ngày qua Á Châu của ông Donald Trump, văn phòng Tòa Bạch Ốc đã không đả động gì đến bức thư cầu cứu của con gái mẹ nấm gửi đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, bà Melania Trump, kêu gọi can thiệp để giúp mẹ nấm ra tù về với hai con nhỏ và mẹ già. Trong lá thư phổ biến rộng rãi trên mạng điện tử, cháu Nguyễn Bảo Nguyên 10 tuổi viết: chỉ còn vài ngày nữa là đã tới ngày sinh nhật con, và em con là gấu. Thế là một lần sinh nhật nữa mà không có mẹ bên cạnh chúng con. Chúng con yêu mẹ nhiều lắm và chỉ mong muốn mẹ về với chúng con. Xin bà hãy giúp cho gia đình con được đoàn tụ, vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả. Và chính bà cũng đã trao tặng giải thưởng phụ nữ can đảm cho mẹ con. Con và gia đình con xin thay mặt mẹ cảm ơn bà lần nữa. Bà Lê, bà Melania không theo chồng qua Việt Nam mà đã quay về Mỹ sau chặng dừng chân và thăm danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh. Cả phát ngôn viên của bà Trump và phát ngôn viên của báo chí của Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders không nói gì đến lời cầu cứu của cháu Bảo Nguyên. Một sự lạnh nhạt đến rùng mình và đáng bị lên án từ phía chính quyền Donald Trump đối với những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng đây không phải là lần thứ nhất ông Trump đã coi thường vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Cách đây 6 tháng, ông Trump cũng đã không hé răng nói chuyện nhân quyền với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong 3 ngày ông Phúc thăm Hoa Kỳ, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 2017, gồm cả cuộc gặp tay đôi Trump-Phúc tại Tòa Bạch Ốc. Ngược lại, thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã hân hoan khoe rằng: chúng tôi đã ký hợp đồng gần 15 tỷ US dollar, chủ yếu từ nhập khẩu các thiết bị dịch vụ từ Hoa Kỳ. Trở lại vấn đề nhân quyền từ Bush tới Obama. Khác với cách ứng xử của ông Trump là người đến Hà Nội tham dự hội nghị APEC rồi thăm chính thức Việt Nam năm 2006, Tổng thống George W. Bush đã họp với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và thăm xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Sau đó hai nước cũng ra tuyên bố chung, trong đó có đoạn viết: Tổng thống George Bush thông báo về chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tôn trọng đầy đủ các quyền của con người và các quyền tự do cơ bản đối với hòa bình thế giới cũng như đối với sự phát triển ổn định của mỗi quốc gia. Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết thông báo cho Tổng thống George Bush về các luật và quy định mới đã được ban hành về tự do tôn giáo cần được thực thi tích cực tại tất cả địa phương của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến bộ trong đối thoại song phương về quyền con người và tái khẳng định rằng đối thoại cần được tiến hành một cách toàn diện, xây dựng và có kết quả. Sau đó, năm 2007, trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, thông cáo của Tòa Bạch Ốc viết về tuyên bố của Tổng thống Bush về nhân quyền như sau. Đây là bằng tiếng Mỹ, chúng tôi xin được tạm dịch cho tiếng Việt Nam. Tôi cũng nói rất rõ, để có được cái mối quan hệ vững chắc hơn, tôi nghĩ rất là quan trọng là những người bạn của chúng ta cần phải có những cam kết về nhân quyền, các quyền tự do và dân chủ. Tôi cũng đã giải thích, tôi mãnh liệt tin rằng xã hội chỉ có thể phồn vinh khi con người hoàn toàn được phép bày tỏ quan điểm của mình và quyền được tự do thờ phượng. Đến năm 2013, khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ và gặp Tổng thống Obama tại Bạch Ốc, bản tuyên bố chung cũng đã viết: hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề còn khác biệt, trong đó có vấn đề quyền của con người, nhất trí tiếp tục thông qua đối thoại xây dựng và tôn trọng lẫn nhau để tăng cường hiểu biết,
giảm thiểu khác biệt, không nói, không để vấn đề này ảnh hưởng tới quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Và sau cùng, trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 năm 2015, hai bên đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn chung, trong đó khẳng định hai nước hứa hẹn tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và ủng hộ việc duy trì đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây dựng về quyền con người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp khác biệt. Hai nước khuyến khích sự hợp tác hơn nữa nhằm bảo đảm rằng mọi người, bao gồm tất cả những thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới chủng, không phân biệt giới, chủng tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng giới tính, và bao gồm cả người tàn tật được hưởng đầy đủ các quyền của con người. Như vậy tại sao đến lượt ông Donald Trump thì hai nước chỉ nói vỏn vẹn có 19 chữ, lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người. Theo đại từ điển của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì ghi nhận có nghĩa là ghi lại để nhớ. Nhưng nếu chỉ ghi để nhớ mà không có hành động để bảo vệ, bênh vực và tôn trọng thì cũng chỉ như là nước đổ đầu vịt mà thôi. Ông Donald Trump cũng nên biết trong dân gian người Việt Nam có câu đồng tiền không mua được nhân cách con người. Vâng, thưa quý khán giả, đó là bài viết của ông Phạm Trần, một người Việt Nam Cộng Hòa đã có những bài viết phê bình nhà nước Việt Nam rất nhiều. Thì trong đây ông đưa cái bài thông cáo chung, tuyên bố chung thời Tổng thống George W. Bush và thời Tổng thống Barack Obama. Thì hai cái thông cáo chung đó chúng tôi thấy không gì nói gì tới cái vấn đề mà nhân quyền. Họ chỉ nói rằng bảo vệ quyền làm người. Nhưng mà cái cộng đồng người Việt chống cộng ở bên nước hải ngoại thì cứ chỉ hiểu được một cái nghĩa thôi, trong cái tầm nhìn rất là thấp kém. Họ chỉ nhìn thấy rằng á, bảo vệ quyền làm người là nhân quyền. Vừa phải thôi. Tôi được bảo vệ quyền nhân làm người không? Không. Trước khi chấm dứt và chia tay, chúng tôi xin chỉ lặp lại. Hai chữ nhân quyền không phải là nằm trong cái nghĩa nhân quyền của cộng đồng Việt Nam định nghĩa. Và bây giờ bài viết của ông Phạm Trần đã nói lên tất cả mọi thứ. Và chúng tôi có thể kết luận rằng trả lời cho ông Phạm Trần cũng như cộng đồng Việt Nam. Như vậy tại sao đến lượt ông Donald Trump thì hai nước chỉ vỏn vẹn có 19 chữ. Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền của con người. Thì cái trên kia bảo vệ quyền làm người, dưới này thì phải thúc đẩy quyền con người, cũng giống như nhau. Và tại sao nó không được dài nhỉ? Dạ thưa anh Phạm Trần, dạ thưa tất cả những người chống cộng cực đoan, thưa quý vị, tại vì ông Donald Trump đã thấy rằng những cái gì ông George W. Bush nói, những cái gì ông Obama nói, và nhà nước Việt Nam đã thực thi đầy đủ. Và chúng tôi, nhà nước Việt Nam đã đi đúng cái sự đòi hỏi, cho nên tôi, Tổng thống Donald Trump, thấy không còn gì để phê bình và nói thêm nữa. Và thưa quý khán giả, đó là cái ngu của tác giả bài viết này. Nhưng mà cảm ơn Phạm Trần, chính ông viết lên những cái điều mà đang gọi là tan ra bối rối của cái cộng đồng Việt Nam. Và chúng tôi xin được kết luận bằng sự phá sản của phong trào chống nhà nước Việt Nam của quý vị. Tôi không nói là chống cộng. Quý vị không biết cộng sản là cái gì hết á. Quý vị đang chống nhà nước Việt Nam, quý vị đang chống cái đất mẹ Việt Nam, và quý vị đang ở trên đường thất bại. Nói theo lời của bác Nguyễn Mạnh Cường, vẫy tay chào nhau của tôi để gửi tới các bạn, vuốt mắt nhau của bác Nguyễn Mạnh Cường. Hãy vẫy tay chào nhau trong êm ái để vuốt mắt và thành kính phân yêu. Xin trân trọng cảm ơn tất cả khán thính giả đã theo dõi buổi nói chuyện của KBC Hải Ngoại. Và bây giờ chúng tôi phải